Âm dạ thư ốc chương 247, dáng tươi cười ma quỷ 2. Mưa vẫn rơi. Bầu không khí không thể tính là hòa hợp. Châu trạch lặng lẽ phát hiện đường phố mình đang đứng này từ từ thu nhỏ lại, mặt đất dưới chân cũng đang trở nên không rõ. Trong tầm mắt anh đang không ngừng bị áp súc. Từ từ tạo thành phiên bản ác mộng. Không đúng. Thật ra, không thể nói là phiên bản ác mộng, chỉ có thể nói là một loại kéo dài quay đầu lại châu trạch phát hiện phía sau anh không còn là phòng đọc sách mà là một cái cửa sắt đã bị đóng chặt lại nhìn lên trên đã không thấy màn mưa khi trước đâu nữa thay vào đó là những bức tường rậm rạp với vô số lỗ nhỏ chằng chịt đang không ngừng nhả ra một loại khí không biết tên lại là giấc mộng kia bản thân mình lại trở về trong mộng về tới nơi mình đã kết thúc giấc mộng lần trước về tới vị trí nơi cơn ác mộng tạm dừng mà sau khi cái nút kia bị đè xuống, dường như chỉ cho người một chút xíu thời gian để nghỉ ngơi. Kế tiếp ngươi nên thừa nhận. Ngươi nên thể nghiệm. Ngươi nên đối mặt. Căn bản là không thể chạy thoát. Châu Trạch không rõ lắm vì sao lại thế này, giấc mộng này, cái xiền xích này, vì sao chúng nó lại có năng lượng lớn tới như vậy. Nhớ ngày đó khi mình tiến vào ba làng, dựa vào chiếc nhẫn đồng xanh này đưa vào hoạt động, ba làng mới có thể trở thành một cơ cấu đặc biệt vẫn có thể tồn tại đến ngày nay nhưng nó lại không có năng lực chủ động hút người vào như thế này ba làng cũng chỉ có thể tồn tại một cách lẳng lặng ở vị trí kia còn cần mình phải phí hết tâm tư đi tìm nó sau đó mới có thể đi vào căn bản là không giống với giấc mộng này có thể chủ động hé miệng hút người khác vào giấc mơ kết thúc giấc mơ bắt đầu trong này mang theo cảm giác ngang ngược không biết lý lẽ cực kỳ rõ ràng Dường như chủ thể đang nằm mơ như châu trạch này chẳng có chút quan trọng gì. Cho dù châu trạch có nguyện ý hay không, anh cũng phải tới đây. Nhất định phải tới đây. Châu trạch hít sâu một hơi. Nói thật, đối với ông chủ châu luôn mang tâm tính cá muối, điều khiến anh không thích nhất chính là loại cảm giác này, anh thích vô câu vô thuốc, anh có thể lãng phí thanh xuân cùng nhân sinh của mình, nhưng lại không nguyện ý chuyện có người dám khoa tay múa chân đối với cuộc sống của mình thậm chí còn cưỡng chế bản thân mình làm một chuyện gì đó cũng bởi vậy vào lúc này ông chủ châu lựa chọn không bạo lực cũng không hợp tác mơ mơ màng màng mà tái nhập trong mộng được rồi đã như vậy vậy cứ coi mình như là một người tỉnh táo đang đứng xem nhắm mắt lại thậm chí còn gian hai tay ra châu trạch làm ra tư thế chủ động nghênh tiếp trong không gian chật hẹp đầy áp lực những chất lỏng kia không ngừng mà tưới vào trên người châu trạch có hơi sền sệt mà có một mùi vị giống với nước khử trùng không ngừng bay vào chóp mũi của mình chẳng qua những thứ châu trạch đang nhớ trong đầu lại không xuất hiện tỉ như làn da rạn nứt hoặc bắt đầu xuất hiện bọc nước rậm rạp chằng chịt hoặc là thân thể hư thối lộ ra xương trắng những thứ này đều chưa từng xuất hiện đương nhiên loại cảm giác này cũng không dễ chịu chút nào có vẻ giống với tiêu bản đang ngâm mình trong formalin trước mặt là một tấm rèm vải màu trắng che phủ cực kỳ chặt chẽ châu trạch đi qua đưa tay xé ra một cái lỗ hổng sau đó dụng lực mà xé ra phía trước là một không gian không giống không gian phía sau mình nhưng lại có một người phụ nữ bụng bự đang vịn vách tường không ngừng nôn khang có vẻ rất thống khổ thân thể của cô ấy vốn đã rất suy yếu mà lúc này mùi vị vô cùng kích thích trong không gian này càng khiến cô ấy cảm thấy khó chịu hơn lại là người phụ nữ đang mang thai nơi này vì sao lại nhiều người phụ nữ đang mang thai như vậy châu trạch theo bản năng cúi đầu sau đó anh cảm thấy hơi ngạc nhiên bụng của mình đã khô quắt đi từng hình như có cái gì không đúng châu trạch đưa tay sờ sờ về phía vị trí lão đạo thường xuyên móc lá bùa ra một cây thương còn thêm hai túi đạn đây là thân thể của một người đàn ông lần này khi anh lại tiến vào trong mộng lần nữa anh đã đổi lại thị giác của một người khác sao còn có người phụ nữ đang ở trước mặt mình này chẳng trách lại nhìn quen mắt như thế thì ra chính là chủ của thị giác trong giấc mơ lần trước châu trạch đi tới muốn dìu người phụ nữ đứng lên đây có thể coi là một loại bản năng cho dù anh biết đây chỉ là một giấc mộng nhưng chí ít mình cũng đã từng làm bạn với người phụ nữ này cũng như vào lúc này cửa sắt vốn bị đóng kín sau lưng châu trạch đột nhiên bị đẩy ra phát ra tiếng cọ sát chói tai sau đó có vài tên nhân viên mặc trang phục nghiên cứu đi đến đôi ủng đi mưa của bọn họ dẫm lên mặt đất phát ra tiếng bẹp bẹp trong đó có hai người trực tiếp đưa tay kẹp lấy bả vai châu trạch kéo châu trạch lui về phía sau thật ra sức kéo của bọn họ cũng không thể coi là quá lớn nhưng tuy lần này châu trạch đã đổi lại từ thị giác của một người phụ nữ sang thị giác của một người đàn ông nhưng điều không hề thay đổi chính là thân thể của anh vẫn hư nhược suy yếu như trước cho dù là người cường tráng tới mức nào đi chăng nữa bị giam giữ ở nơi như thế này mỗi ngày ăn đồ ăn không khác gì nước rửa chén cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị phế đi người phụ nữ đang mang thai kia cũng bị kẹp đi giống anh hai người cùng bị đưa ra khỏi khu vực này châu trạch đã thử quay đầu nhìn bốn phía mãi cho đến khi hành lang chung quanh càng lúc càng rộng đến cuối cùng còn có thể nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía xa xa. Không phải giọng nói của đám người trong phòng giam. Trên thực tế Châu Trạch đã từng ở trong phòng giam kia, tuy rằng trong phòng giam ấy giam giữ rất nhiều rất nhiều người, nhưng nơi đó lại an tĩnh một cách kỳ dị, tất cả mọi người đều không còn sức để tức giận, cũng chẳng có người nào đần độn tới mức hô mấy câu nhảm nhảm như thả tôi ra, van cầu các người hãy thả tôi ra. Bóng đèn trên đầu càng lúc càng sáng, cũng càng ngày càng dài. Châu Trạch bị dơ lên đặt vào bên trên một cán cứu thương, sau đó cổ tay và cổ chân anh lại bị cố định một lần nữa. Trước đây Châu Trạch đã từng nghe lão đạo nói, một số phòng khách sạn có chủ đề SM sẽ có những dụng cụ như thế này, để có thể trói chặt người thành hình chữ đại trên giường, gia tăng tình thú. Cán cứu thương tiếp tục bị đi phía trước đẩy, Châu Trạch nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh mình còn có một chiếc cán cứu thương khác, mà người đang nằm phía trên chính là người phụ nữ đang mang thai. So với sự thản nhiên của Châu Trạch, người phụ nữ đang mang thai này lại có vẻ khẩn trương hơn nhiều, cô ấy đang không ngừng kêu khóc gì đó, hiển nhiên, cô ấy phát hiện có điểm gì đó không đúng. Chồng của cô ấy, cứ cho rằng người đàn ông đã cho cô ấy ăn cơm chính là chồng của cô ấy đi, liều mạng tới mức đầu rơi máu chảy mới có thể tranh đoạt xích sắc tới cho cô ấy, chắc chắn không phải vì để cô ấy có thể hưởng thụ giờ khắc này. Châu Trạch vẫn cảm thấy, mọi người trong phòng giam đã có hiểu lầm cực lớn đối với sợi dây xích này. Đương nhiên, đây cũng là sự hiểu lầm do đám quản lý ngục giam cố ý tạo thành, thậm chí nó còn có thể là mấy lời nói dối một cách có tổ chức. Tiếng quát của người phụ nữ rất hỗn độn, không phải giọng địa phương thông thành, hẳn là giọng của những địa phương khác, vì thế mặc dù Châu Trạch đã cố sức nghe xem cô ấy đang nói tới cái gì, thế nhưng lại thu hoạch được rất ít, trên cơ bản là không hiểu được. Cuối cùng, hai cán cứu thương được đẩy vào trong một căn phòng, nơi này có một số dụng cụ và thiết bị giải phẫu đối với người đã từng là bác sĩ như Châu Trạch, thiết bị và dụng cụ giải phẫu nơi này thật sự đã lạc hậu tới mức không thể lạc hậu hơn được nữa, thậm chí còn có một số dụng cụ mà bản thân mình đã nhìn thấy trên sách báo lúc trước. Đám người mặc đồ của phòng hóa học lại kiểm tra hai người đang nằm trên cán cứu thương một lần nữa, cuối cùng bọn họ rời đi. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, rất nhanh lại có một đám người mặc áo blue trắng đi tới. Châu Trạch một mực nhìn bọn họ, anh đang đợi những người mặc áo blue trắng này nói gì đó, bởi vì ở trong lòng châu trạch vẫn luôn có một suy đoán mà suy đoán này lại cần một bằng chứng chỉ cần đám người này nói chuyện là có thể xác định suy đoán của mình rốt cuộc có đúng hay không vậy mà bọn họ lại không nói lời nào từ sau khi đám người mặc áo blue trắng này đi vào phòng vẫn chưa từng giao lưu với nhau lấy một câu châu trạch có thể thấy được độ tuổi của những gương mặt bên dưới lớp bảo hộ là già trẻ khác nhau thậm chí còn có hai người tóc đã hoa râm cũng có thể thấy được sự chênh lệch thân phận của bọn họ rõ ràng là trợ thủ và mổ chính nhưng người này vẫn luôn im lặng không nói không có bất kỳ giao lưu gì có lẽ đối với bọn họ chuyện này cũng giống như một chuyện hàng ngày người ta đưa hai vật thể sống tới phòng thí nghiệm bọn họ bắt đầu ứng đối theo lẽ thường giống hệt như đầu bếp mỗi ngày đi làm lại quẹt thẻ không cần phải nghiên cứu mấy món mới làm gì mỗi ngày chỉ cần làm mấy món cố định trong thực đơn muối, bột ngọt, dầu mỡ, các loại gia vị đều đã có sẵn. hết thảy tất cả đều chỉ cần tiến hành theo từng bước là được. trong đó có hai người trẻ tuổi mặc áo blue trắng đi tới vị trí tủ sắt phía dưới cùng của căn phòng. nơi đó có một có một ống kim loại thò từ bên trong ra, mà hai người mặc áo blue trắng kia lại hành động hệt như vừa mở vòi hoa sen, rút ra một thứ đồ đỏ thẫm từ bên trong. đây là máu sao? chẳng lẽ bên trong tủ sắt này chính là kho máu? kế tiếp người trẻ tuổi mặc áo blue trắng cầm mai đứng ở một bên, đưa tay chỉ châu trạch và người phụ nữ đang mang thai trên cán ở gần sát. Ý là, người nào trước đây? Một người phụ nữ khá lớn tuổi mặc áo blue trắng đi tới bên cạnh người phụ nữ đang mang thai, ra hiệu cho mọi người xử lý cô ấy trước. Không hề giao lưu gì. Vẫn không có giao lưu. Đây chỉ là giấc mơ, Châu Trạch vẫn đang không ngừng tự nhủ. Nếu đã là giấc mơ, đương nhiên tất nhiên đều là giả, cho dù trước đây thực sự đã xảy ra những chuyện này, nhưng tuyệt đối không phải đang phát sinh vào giờ này khắc này, lại còn ở ngay trước mắt mình như vậy. Châu Trạch vốn cho rằng bản thân mình có thể bình tĩnh nhìn tất cả. Giống hệt như một người vào rạp chiếu phim xem một bộ phim kinh dị vậy, hơn nữa phim kinh dị trong nước muốn được chiếu phải tuân thủ một quy tắc, chính là nguồn cơn của những sự kinh dị đó không phải do quỷ thật, cho dù trước đó nhà làm phim có thể tạo ra bầu không khí huyền bí quỷ dị tới mức nào, nhưng tới cuối phim phải làm sao quy kết nguyên nhân do người bị bệnh tâm thần phân liệt hoặc phải giải thích theo một cách khoa học cho nên chỉ cần ôm tâm thái cuối cùng kiểu gì cũng phải ăn phân người xem sẽ cảm thấy cho dù phần mở đầu có khủng bố tới đâu thì cũng chỉ có giới hạn châu trạch vẫn luôn mang theo loại tâm tính này vì thế anh cho rằng bản thân mình sẽ không có quá nhiều gợn sóng nhưng anh nghĩ sai rồi khi người thanh niên trẻ mặc áo lưu trắng truyền số máu tươi vào trong cơ thể người phụ nữ đang mang thai như truyền nước biển. Châu Trạch trơ mắt nhìn thân thể người phụ nữ đang mang thai bắt đầu co quắp một cách điên cuồng. Khuyết quản của cô ấy đang không ngừng lớn lên, lộ ra gân xanh, giống hệt như nó sẽ lập tức nổ tung vậy. Vẻ mặt cô ấy cực kỳ thống khổ, đồng thời cô ấy còn đang cố gắng ngẩng đầu lên muốn nhìn xuống bụng của mình. Mà đám người mặc áo lưu trắng bên cạnh lại có thể vô cùng trấn tĩnh cầm bản ghi lại bọn họ đã sớm chết lặng, cũng đã sớm không lạ lẫm gì với phản ứng này. Tiếng gào rú và rít gầm của người phụ nữ đang mang thai càng ngày càng khoa trương, trong miệng mũi tai mắt của cô ấy cũng bắt đầu có máu tươi tràn ra, mà sự co quắp của cô ấy cũng đang không ngừng mạnh mẽ hơn, thân thể cô ấy bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng vì khớp xương tứ chi đã bị cố định cho nên hình thành một loại tư thế cực kỳ khoa trương. Không cân đối. Cổ cô ấy cuộn lại. Rõ ràng thân thể đang hướng lên trên nhưng mặt cô ấy lại hướng xuống dưới hàm răng của cô ấy còn đang không ngừng cắn cán cứu thương chân bóng hy vọng có thể dùng động tác này để giảm bớt nỗi thống khổ của mình hai cánh tay của cô ấy đã sớm trở nên vặn vẹo hai chân lại càng vặn vẹo hơn đã sớm thành cái bánh quai chèo ánh mắt châu trạch hơi mờ mịt đây là hình ảnh thảm liệt tới mức khó có thể dùng từ ngữ để hình dung có lẽ Châu Trạch đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với thống khổ và dằn vặt của người phụ nữ đang mang thai. Nhưng điều khiến cho anh không thể tưởng tượng nổi là không ngờ đám người mặc áo blue trắng này lại có thể bình tĩnh đứng bên cạnh, quan sát hết thảy. Với tư cách là một người đã có thâm niên trong việc trị liệu, màu trắng trên chiếc áo của bọn họ khiến Châu Trạch cảm thấy vô cùng chói mắt. Người phụ nữ đang mang thai dãy dụa dằn con một thời gian ngắn. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, cô ấy ngừng dãy giụa cả người quái dị như chiếc bánh quai chèo lâm vào trạng thái yên tĩnh chết trong dằn vặt chết trong thống khổ chết trong vạn vẹo ngay cả người thường thấy sinh ly tử biệt thường thấy vong hồn như ông chủ châu vào lúc này lại có cảm giác không dám nhìn thẳng nhất là vị trí viền mắt của người phụ nữ đang mang thai đen kịt trống rỗng nhưng lại phá lệ kinh hãi một người trung niên mặc áo blue trắng lấy đao phẫu thuật ra trực tiếp mổ thẳng xuống bụng người phụ nữ đang mang thai từ góc độ chuyên nghiệp đến nói châu trạch có thể xác định đối phương có kinh nghiệm phẫu thuật lâu năm là một bác sĩ ngoại khoa có thâm niên vết cắt trơn nhẵn không hề có thiết bị y học hiện đại gì khác hỗ trợ nhưng lại có thể cắt tinh chuẩn tới mức không gì sánh được sau đó ông ta thò bàn tay đã đeo găng tay nhựa vào trong bụng người phụ nữ đang mang thai móc ra một đứa trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay người bình thường nhưng thân thể của trẻ sơ sinh này lại có màu đen đen như đổ chì ông ta cầm đứa bé trong tay ước lượng trong chốc lát bỗng nhiên đứa trẻ sơ sinh giật mình sau đó là rất thống khổ tiếp tục vặn vẹo dường như đang kéo dài sự thống khổ của mẹ mình có thể nhìn thấy rõ đứa trẻ sơ sinh đang nhúc nhích quậy bỗng nhiên đám người mặc áo blue trắng ở bốn phía đồng loạt hoang hô giống hệt như nghiên cứu của bọn họ đã có bước đột phá mới người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng đang cầm đứa bé thậm chí còn hưng phấn hô lên một tiếng tốt lắm một tiếng tốt lắm đã nói rõ tất cả đời trước với tư cách là một bác sĩ châu trạch rất rõ ràng quá trình phát triển y học trong việc nghiên cứu phát minh một loại thuốc mới tuyệt đối không thể lược bỏ giai đoạn thử nghiệm trên cơ thể người điển hình nhất chính là thần nông nếm bách thảo có thể nói thần nông chính là thủy tổ trong việc thử nghiệm trên cơ thể người chỉ có điều lúc ấy ông đã dùng chính cơ thể của mình tiến hành thực nghiệm cho nên mới có vẻ vĩ đại và cao quý mà y học hiện đại đã hình thành một loại hệ thống tương đối hoàn thiện thích hợp việc nghiên cứu phát minh loại thuốc mới cũng có quy phạm và quá trình riêng của nó giai đoạn đầu là xác định giai đoạn trung gian là thí nghiệm trên cơ thể động vật cùng với giai đoạn cuối cùng là thí nghiệm lâm sàng hai ba lần. Trên mặt lý luận, tác dụng phụ mà thuốc có thể đưa tới đã nằm trong sự khống chế của con người và trong phạm vi có thể tiếp nhận. Nhân loại siêng năng mà đánh lên tiến bộ của mình một tầng gông xiềng mô sa ít, có lẽ trong mắt một số gã cùng khoa học, đây chính là gông cùng xiềng xích đối với chính bọn họ, nhưng trên thực tế, đây là một loại bản năng bảo vệ của chính con người. Cho dù là ngành khoa học nào phát triển thì mục đích cuối cùng nhất thật ra vẫn là vì tu bổ cho nhân loại mà không phải làm ra những chuyện gây thương tổn cho loài người đời trước thì một vị giáo sư y học đến từ nhật bản đã từng tới thăm trung quốc cũng từng tiến hành giao lưu tọa đàm về lĩnh vực y học ông ta rất hay nói tới thầy của mình phàm là khi nói tới những phương châm lớn những phương hướng lớn ông ta nhất định sẽ lôi thầy ông ta ra xem như là người làm chứng mà khi thầy của ông ta còn sống từng là ngôi sao sáng trong giới y học ngoại khoa của nhật bản căn cứ theo tư tưởng y học không biên giới sau khi châu trạch nghe xong toàn bộ buổi tọa đàm đã trở về tìm tòi những người trong nghề để trưng cầu ý kiến lúc này mới phát hiện người thầy là ngôi sao sáng trong giới y học của ông ta đã từng làm hạng mục nghiên cứu trên cơ thể người trong chiến tranh bởi vì một nguyên nhân đặc biệt loại người này không bị đưa ra thẩm lý và phán quyết trước pháp luật hay bị hành hình gì ngược lại sau khi về nước bọn họ thường trở thành giáo sư của một số bệnh viện lớn ở nhật bản thậm chí còn là nhân vật cấp bậc viện trưởng thậm chí còn trở thành một người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó của y học đây thật sự là một loại châm chọc rất hắc ám giờ này khắc này một đám người mặc áo blue trắng vây quanh một đứa trẻ sơ sinh bị nâng lên càng không ngừng vỗ tay nhưng không bao lâu sau đứa trẻ sơ sinh toàn thân màu đen đã bị người ta dùng một loại phương pháp đơn giản thô bạo phẫu thuật lôi ra từ trong cơ thể mẹ kia hoàn toàn bất động người đàn ông trung niên mặc áo blu trắng đặt đứa trẻ sơ sinh xuống sau đó bắt đầu giải phẫu đứa bé sơ sinh mà những người mặc áo blu trắng khác ở chung quanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ghi chép lại sau khi việc giải phẫu hoàn thành dường như bọn họ rất thỏa mãn bọn họ có vẻ rất thỏa mãn đối với sự đột phá trong khâu nghiên cứu ngày hôm nay hơn nữa dường như bọn họ còn dự định tiếp tục giải quyết tiêu bản này một người thanh niên mặc áo blu trắng trong số đó đưa tay chỉ châu trạch hình như đang có ý muốn hỏi nơi này còn một tiêu bản, nên xử lý như thế nào bây giờ? Người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng đáp lại bằng một chuỗi tiếng Nhật, Châu Trạch không hiểu, nhưng từ trong giọng nói của ông ta anh có thể cảm thụ được, ý của đối phương là tùy tiện tìm một hạng mục để làm cho anh, khiến người ta cảm thấy rằng dù sao nguồn hàng cũng sung túc, hôm nay mọi người đã có số liệu và phát hiện mới. Vì thế cái người còn lại này tùy anh ta thích lăn qua lăn lại thế nào cũng được. Sau đó, bọn họ để lại một người mặc áo blue trắng tiếp tục ở nơi này những người mặc áo blue trắng còn lại thì mang theo tiêu bản thi thể của đứa bé sơ sinh hào hứng rời khỏi người trẻ tuổi mặc áo blue trắng này có vẻ đã rất nóng lòng muốn thử giống hệt như một đứa bé hàng ngày chỉ được đứng bên cạnh nhìn mấy người lớn chơi game hiện tại cuối cùng cũng có thể được trải nghiệm trò chơi đây là một loại kích thích khó có thể diễn tả bằng lời maruta ha ts maruta là tên gọi xúc phạm mà đơn vị 731 dành cho những nạn nhân trong nghiên cứu vô nhân tính của mình. Đơn vị 731 là một đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa sinh của quân đội Hoàng gia Nhật Bản. Đơn vị này đã tiến hành nhiều thí nghiệm nguy hiểm trên cơ thể người trong chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai và chiến tranh thế giới thứ hai. Người thanh niên mặc áo blue trắng lầm bầm lầu bầu một chuỗi tiếng Nhật, Châu Trạch vẫn nghe không hiểu, thế nhưng trong đó có một từ Châu Trạch lại có thể nghe hiểu. Maruta, ở trong tiếng Nhật nó có ý là khúc gỗ, đại khái có thể hiểu nó thành mục tiêu bản thực nghiệm, mà từ ý nghĩ của nó đã có thể hiểu được người Nhật Bản có thái độ như thế nào đối với những tiêu bản sống bị nhốt trong địa lao có thể lấy ra dùng bất kỳ lúc nào. Châu Trạch nửa mở mắt, đây là lần đầu tiên anh không có suy nghĩ chủ động cắt đứt giấc mộng này, nếu bản thân mình rời khỏi giấc mộng này, sau đó có lẽ bản thân mình có thể tỉnh lại, hoặc cũng có thể là sau khi có một người nào đó bên cạnh mình vô thức đánh thức mình khỏi giấc mộng sợ rằng sau đó bản thân mình lại vô ý thức tiến vào giấc mộng này thay vì phân tách cơn ác mộng này thành từng miếng thịt bò chậm rãi hưởng thụ còn không bằng lưu manh hơn một chút một hơi ăn sạch nó hơn nữa đối với giấc mơ kỳ quái này càng ngày châu trạch càng cảm thấy nghi ngờ từ nơi sâu xa dường như có đồ vật gì đó vẫn đang một mực dẫn dắt bản thân mình mà sau khi đứa trẻ sơ sinh bị người nhật bản cầm đi hẳn đã hóa thành lệ quỷ nói cho cùng trong giấc mộng này Châu Trạch đã từng nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh ấy leo từ trong bụng bản thân mình ra, sau đó lại bò trở về. Có lẽ nguyên nhân khiến giấc mộng này hình thành có quan hệ rất lớn với vong hồn của đứa trẻ sơ sinh này. Thừa dịp tâm tư của Châu Trạch bay cao, người thanh niên mặc áo blue trắng dùng ống kim tiêm thứ gì đó vào cơ thể Châu Trạch. Sau khi vật kia được tiêm vào trong cơ thể, Châu Trạch lập tức cảm giác được cánh tay mới bị tiêm kia đau rát một trận, sau đó cảm giác đau đớn này theo máu tuần hoàng bắt đầu khuếch tán ra toàn thân. Châu Trạch nghĩ tới người phụ nữ đang mang thai kia, cuối cùng cô ấy đã bị tư sống đau chết ngay trên cán cứu thương, mà bản thân mình cũng phải nối gót cô ấy sao. Nhưng người thanh niên mặc áo blue trắng lại trực tiếp cởi khóa tay của Châu Trạch ra, chỉ giữ lại xiềng xích trên chân, sau đó anh ta dùng dây thường trói cổ tay Châu Trạch ra sau lưng, ngay sau đó anh ta lại còn lấy ra một chiếc vòng kim loại, đeo lên cổ Châu Trạch cái đồ chơi nhỏ này trước đây châu trạch đã từng thấy khi đám bác sĩ trong bệnh viện tâm thần bắt bệnh nhân tâm thần lại rất thích dùng vật này mà ngay cả cảnh sát một số nơi cũng được trang bị nó nó giống như một cái kẹp lớn chỉ cần cố định trên cổ nghi phạm là có thể chế phục nghi phạm ấy bởi vì đau đớn khó nhịn khiến châu trạch xoay người rơi xuống khỏi cán cứu thương tên mặc áo blue trắng đưa tay túng châu trạch lại khống chế châu trạch tay còn lại của anh ta cầm bút nhìn bề ngoài trông có vẻ như anh ta đang ghi chép số liệu gì đó tê ẩm đau đớn bắp thịt co quắp rồi lại co quắp châu trạch vốn cho rằng bản thân mình phải thể nghiệm loại đau khổ này một lần nữa thế nhưng không biết vì sao từ từ những thống khổ này bắt đầu cách xa mình anh vẫn đang nắm giữ thị giác của người đàn ông này anh vẫn đang ở trong thân thể này anh có thể cảm nhận được hiện tại thân thể này đang thừa nhận một loại dằn vặt to lớn nào đó thế nhưng anh như người bị choáng lại giống như đang thoát khỏi thân thể này bắt đầu bò ra phía ngoài theo bản năng châu trạch giống hệt như một người đứng xem nương theo thị giác của người này tiếp tục nhìn cảm giác này giống hệt như mang kính thực tế ảo lên sau đó lại xem một bộ phim phóng sự có lẽ đây là một loại vạn hạnh trong bất hạnh cũng có lẽ giấc mộng này cho rằng một khi truyền nổi thống khổ ấy tới giác quan của mình có thể sẽ khiến thân thể của mình trong hiện thực có phản ứng đến lúc đó giấc mộng này cũng sẽ bị cưỡng ép cắt đứt thử nghĩ tới hình ảnh người phụ nữ đang mang thai phải chết thảm như thế nào thậm chí châu trạch còn cảm thấy nếu như bản thân mình cũng phải chịu sự dằn vặt như vậy rất có thể bản thân mình trong hiện thực sẽ theo bản năng trực tiếp tiến vào trạng thái cương thi dường như người thanh niên mặc áo blu trắng còn đang đi theo sau lưng maruta của mình từ từ ra ngoài giống hệt như đang dắt chó đi dạo có vẻ rất là dễ dàng tự đắc sau khi người đàn ông bò ra ngoài phòng thí nghiệm lại tới lối đi nhỏ anh ta còn đang tiếp tục bò châu trạch nhìn thấy tình huống trong những phòng thí nghiệm khác thậm chí ở vị trí hành lang còn có những người mặc áo blue trắng khác đi qua đi lại nhưng đối với tình hình lúc này anh chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì khi đi ngang qua một phòng thí nghiệm châu trạch nhìn thấy trên hai cán cứu thương trong phòng thí nghiệm có hai người đàn ông đang nằm hai người đàn ông này mỗi người bị cắt mất một cánh tay mà mấy tên mặc áo blue trắng đang bận nối tay cho bọn họ đối với y học hiện đại đây là một thao tác và thực nghiệm vô cùng buồn cười thậm chí còn có thể nói là mơ tưởng hảo huyền. Thế nhưng ở chỗ này, lại đang được triển khai một cách vô cùng đường hoàng. Loại hạng mục nghiên cứu này được hình thành vì những hoàng quân bị thương tích, bị tàn tật trên chiến trường, nếu có thể thay đổi tứ chi, bọn họ cho rằng có thể nâng sức chiến đấu của hoàng quân lên. Cũng không biết có phải vì người thanh niên mặc áo blue trắng này cố ý hay chỉ đơn giản là anh ta cần ghi lại số liệu gì đó, vì thế lượng chất lỏng anh ta chích vào thân thể của người đàn ông này ít hơn người phụ nữ đang mang thai kia nhiều từ đó cũng khiến người đàn ông này có thể bò sát được lâu hơn cũng không tử vong quá nhanh đương nhiên thời gian thừa nhận thống khổ này hành hạ cũng tăng lên gấp bội châu trạch còn nhìn thấy trong một phòng thí nghiệm có năm cô gái đang nằm điểm giống nhau của các cô ấy là bụng đều bị mổ ra cả năm người đều đã chết hết nếu không nằm ngoài dự liệu hẳn các cô ấy cũng đều là phụ nữ đang mang thai mà đứa trẻ sơ sinh trong bụng các cô ấy đã bị người ta moi ra. Con người rất khó có thể tưởng tượng. Trong không gian không thể tính là quá lớn này. Trong mỗi một phòng thí nghiệm, đều đang diễn ra thảm kịch cực kỳ bi đát. Có một bộ phim kịnh dị, tên là Căn nhà gỗ trong rừng. Nhưng hình ảnh trong bộ phim Căn nhà gỗ trong rừng, so ra còn chỉ bằng một hai phần mười nơi này. Bịch. Cửa bị phá mở. Bên trong có mấy người mặc áo blue trắng nhìn về phía bên này, trên mặt lộ ra vẻ không vui, người thanh niên mặc áo blue trắng lập tức nói xin lỗi, sau đó đưa tay kéo Châu Trạch đi ra ngoài. Châu Trạch chỉ nhìn thấy ở bên trong phòng thí nghiệm này. Có năm người đang quỳ ở nơi đó, hai tay được đặt trong một thứ tương đương với tủ lạnh cỡ lớn, nơi đó có cái lỗ nhỏ, chỉ có thể vừa đủ cho người vươn tay vào trong. Một người trong số đó bị kéo ra ngoài, hai tay của anh ta đã sớm bị đông cứng thành màu trắng, sau đó anh ta bị hai người mặc áo blue trắng cùng nhau đè bàn tay ấy vào trong chậu nước sôi ngay sau đó da thịt người đó bị hòa tan giống y hệt que kem chỉ còn lại một cặp xương trắng mà người đàn ông kia chỉ chết lặng nhìn tất cả những gì đang xảy ra anh ta đã không thể cảm nhận sự đau đớn được nữa dường như người thanh niên mặc áo blue trắng cảm thấy hơi ngoài ý muốn ngoài ý muốn với sinh mệnh lực đáng sợ của tiêu bản này giống hệt như sinh mệnh lực ấy đã phá vỡ kỷ lục nào đó anh ta gọi đồng nghiệp ở gần đó lại dường như đang báo tin cho cấp trên của mình sau đó lại kéo châu trạch trở về phòng thí nghiệm ban đầu của anh cửa của phòng thí nghiệm bị anh ta đóng lại sau đó anh ta lại đi tới trước mặt cái tủ sắt thật lớn kia giống hệt như muốn một lần nữa lấy thêm một chút tiêu bản máu sự co quắp của thân thể này dường như đã ngừng lại giống hệt như quay lại giai đoạn bài xích khi mới bị co quắp ban đầu anh ta cứ ngồi dựa vào tường ở chỗ kia như vậy, hai mắt vô thần. Mà ánh mắt châu trạch, thì lại nhìn chầm chầm vào chiếc tủ sắt to lớn kia. Trải qua một vòng bò sát lúc trước, châu trạch phát hiện, dường như phòng thí nghiệm này chính là khu hạch tâm của trung tâm thí nghiệm ngầm. Ở thông thành có khu nghiên cứu như vậy, châu trạch cũng không cảm thấy kỳ quái quá mức, phần lớn người chỉ quen thuộc một trung tâm 731, nó ở cấp nhĩ tân nhưng trên thực tế còn có quân đội 100 ở Trường Xuân Quang Đông, ở phía Bắc Bắc Kinh còn có quân đội 1855, ở Nam Kinh còn có quân đội 1644, ở Quảng Châu còn có quân đội 8604. Đây chỉ là những đội quân nòng cốt ở mấy thành phố lớn, mỗi một đội quân nòng cốt còn có rất nhiều phân bộ khác, tọa lạc ở những tỉnh, thành phố nhỏ xung quanh, mà bên trong cũng tiến hành những thí nghiệm trên cơ thể người giống như vậy người thanh niên mặc áo blue trắng cầm ống kim lớn rút một ít máu từ trong ống sắt sau đó lại đi tới trước mặt châu trạch mang theo sự hiếu kỳ và kinh hỉ nhìn châu trạch đưa tay nắm lấy cánh tay châu trạch chuẩn bị tiếp tục tiêm vào châu trạch chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt rất trẻ tuổi ở trước mặt mình đây rất kỳ quái rất châm chọc người trẻ tuổi như vậy nếu đặt ở phần lớn bệnh viện thời hiện tại hẳn chỉ có thể là một chó thực tập thậm chí tuổi tác của anh ta còn không lớn bằng tuổi của mấy cậu thực tập Châu Trạch dẫn dắt lúc trước. Nhưng ở thời đại này, anh ta lại đang làm loại chuyện như vậy, còn mang theo tâm thái như đang dắt đứa bé vào công viên. Mẹ nó! Người thanh niên mặc áo blue trắng thấy Châu Trạch dám nhìn mình lom lom. Trực tiếp tác một cái lên trên mặt Châu Trạch. Có lẽ, anh ta có thể cảm giác được sự khinh bỉ từ chỗ sâu trong ánh mắt Châu Trạch. Điều này khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu. Cũng may, đối với một tác này Châu Trạch không có cảm giác gì, anh đã sớm không có cảm giác, ngoại trừ có thể xem thì không thể cảm thấy đau đớn hay gì nữa. Chẳng qua, bởi vì một tác này. Vẻ trêu tức trong ánh mắt Châu Trạch trái lại càng rõ ràng hơn. Người thanh niên mặc áo blue trắng lại giơ tay lên, chuẩn bị tác thêm cái nữa, nhưng khi bàn tay của anh ta còn chưa rơi xuống. Rầm. Một tiếng vang nhỏ. Phát ra từ bên trong chiếc tủ sắt lớn kia. Dường như bên trong đó có đồ vật gì đang hung tợn đánh vào tủ sắt. Châu Trạch nhìn thấy tay của người thanh niên mặc áo blue trắng trước mặt này đang run rẩy. Trên mặt anh ta cũng lộ ra biểu tình hoảng sợ. Nghiêng đầu sang, nhìn về phía chiếc tủ sắt vô cùng lớn sau lưng mình. Một chiếc Cadillac dừng ở cửa phòng sách, hiện tại chỉ mới là rạng sáng, vì thế phố Nam vô cùng hối hả tấp nập ban ngày hiện tại lại vẫn đang quãng cu ẻ im ắng. Từ trên xe có một người phụ nữ bước xuống, Cô ấy mặc váy hoa, mang vớ đen dài, lại thêm dung nhan trẻ tuổi và làn da vô cùng nhẵn mịn, khiến cô ấy có thể phối hợp hài hòa giữa sự năng động của cô gái trẻ tuổi và sự khiêu gợi của một người phụ nữ. Liếm môi một cái, người phụ nữ cũng không vội đi vào, mà cô ấy nhìn câu đối ở hai bên tiệm sách, một bên là cô vọng thính chi, một bên là như thị ngã văn. Tôi chỉ tùy tiện nói mấy tin vỉa hè, ngài chỉ cần nghe một chút chơi chơi thôi, ngàn vạn lần không nên đặt nó trong lòng đập vào mặt là một luồng khí tức cá muối nếu là người có cấp bậc tương đương với vương hầu sau khi về hưu lại treo hai câu đối này trước cửa hẳn là sẽ khiến người ta cảm thấy tang thương như người đã nhìn thấy hết thảy của thế gian này cảm giác như phản phát quy chân nhưng người phụ nữ này lại rất rõ ràng ông chủ của hiệu sách này vốn là có người có khí chất cá muối nói khó nghe một chút chính là người không có ý cầu tiến cả ngày chỉ nghĩ tới được chăng hay chớ Giống như khi người bình thường nhìn thấy tờ 100 đô la dưới đất mà giả bộ không thấy không nhặt, sẽ khiến người ta cảm thấy như người phùng má giả làm người mập. Nhưng nếu là binh kết không nhặt nó, chắc hẳn sẽ được đám người trong thương trường diễn sinh thành rất nhiều ngụ ý mang tính nhân văn sâu sắc. Đi tới cửa tiệm, cửa đã bị khóa, đối với một phòng đọc sách chỉ mở cửa buôn bán chính thức vào ban đêm mà nói, chuyện phòng đọc sách ấy đóng cửa vào giờ này thật sự mang ý nghĩa không tầm thường chút nào. Ngón tay của người phụ nữ động nhẹ. Ken két. Khóa bên trong đã tự động mở ra. Người phụ nữ đẩy cửa ra. Đi vào. Người phụ nữ nhắm mắt lại, lộ ra một loại thần sắc cực kỳ hưởng thụ. Phải biết rằng, lúc này rất nhiều nơi trong phòng đọc sách đã kết thành xương trắng, nhất là vị trí gần mặt đất còn có khói trắng lượn lờ, giống hệt khí trắng tản ra từ que kem dưới trời mùa hè, đây không phải hiệu quả do băng khô tạo ra. Ngay từ đầu, người phụ nữ này còn cảm thấy thoải mái, nhưng từ từ, chính người phụ nữ này đã cảm thấy có chút không chịu nổi. Cô ấy nhìn nhìn về phía một nam một nữ đang ngồi yên không nhúc nhích trên sofa, cuối cùng lựa chọn lui ra ngoài. Sau đó cô ấy lấy di động ra, gọi vào một số điện thoại. Rất nhanh. Lão đạo quấn chăn bông kín mít, trung cầm cập lau nước mũi từ trên tầng chạy xuống, nhất là khi lão đi ngang qua người ông chủ nhà mình, lão có thể tin tưởng cảm giác được cái thứ phía dưới kia của mình lập tức bị đông cứng thành một quả ốc chó. Lão đạo không dám nán lại, lập tức chạy ra bên ngoài tiệm, sau đó bỏ lớp chăn khoác ngoài ra. Tối mùa hè mang theo hơi thở nóng bức, thế nhưng giờ khắc này lão đạo lại rất hưởng thụ sự oi bức này, lão chỉ hận không thể nóng thêm một chút nữa mới tốt. Nhìn chung quanh, lão đạo thấy chiếc Cadillac kia, sau đó lão tới gần, nhìn nhìn người phụ nữ đang cầm điện thoại di động tựa trên cửa xe. Người phụ nữ này còn rất trẻ tuổi, tuổi của cô ấy chỉ lớn hơn bạch banh banh trong phòng đọc sách một chút mà thôi. Ha, ngày tới rồi. Trên mặt lão đạo lập tức lộ ra vẻ lấy lòng, đương nhiên, còn có sự vui sướng khi được gặp lại cố nhân. Người vừa tới không phải ai khác, mà chính là đường thi. Đường thi nhìn nhìn lão đạo đã lạnh tới mức mũi đỏ bừng, hơi mỉm cười, nói. Có người mơ thấy ông chủ hiện tại của lão trên đường hoàng tuyền, nên người đó để tôi tới nhìn xem, xem ra, vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ách, ông chủ làm sao? Lão tỏ ý hỏi. Đường thi thở dài, đưa tay chỉ hai mắt của mình, sau đó im lặng không nói. Lão đạo cũng thở dài, không hỏi tiếp nữa, ngay sau đó lão nhìn phòng sách sau lưng mình, nói, có cần tôi đi lay tỉnh cậu ấy không? Có đánh thức cũng vô dụng, chuyện này không đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ tạo thành rối loạn gì đó, tạm thời nói tình hình cụ thể cho tôi trước đã, lúc xuất hiện anh ấy không nói rõ ràng, chỉ kêu tôi tới đây xem xét một chút. Đi, nếu không chúng ta đi vào uống chén trà lão đạo nói xong lại nhìn phòng sách chủ đề băng tuyết kỳ duyên phía sau sau đó lắc đầu nói quên đi chúng ta vẫn nên ngồi bên lề đường nói chuyện thì hơn trời sáng thời gian mà phía sau cục cảnh sát sau đã truyền đến tiếng máy móc ầm ầm một mảnh đất được cải tạo thành bãi đậu xe dưới lòng đất bởi vì bọn họ muốn đẩy nhanh tốc độ cho nên vừa sáng sớm đội thi công đã bắt đầu thi công trương yến phong vừa tỉnh ngủ đang ngáp dài Bình thường anh ta bận rộn công việc, vì thế chuyện ngủ trong phòng làm việc thật ra chắc khác gì cơm bữa. Tối hôm qua sau khi trở về từ phòng đọc sách, anh ta lập tức ngồi trong phòng làm việc hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, sau đó bất tri bất giác gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Anh ta lại mơ. Mơ thấy bản thân mình ngồi trên ghế dài trong công viên, hai người, mình cùng Châu Trạch mặt đối mặt ngồi ở nơi đó, trọng tâm câu chuyện của hai người là gì anh ta đã quên chỉ nhớ rõ anh ta nhìn thấy trên đùi mình và châu trạch đều có một chiếc xiềng xích trĩ xếp loang lỗ sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất anh ta làm chính là đi rửa mặt rửa 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 mặt xong trương yến phong cảm thấy cuối cùng đầu óc của mình cũng được thanh tĩnh hơn một chút mới vừa cầm đồ rửa mặt chuẩn bị trở về phòng làm việc bắt đầu công việc ngày hôm nay trước mặt đã có hai cảnh sát trẻ tuổi đi tới hai người đang thảo luận chuyện gì đó khí thế ngất trời khi đi tới góc đường lập tức đụng phải trương yến phong đang nói chuyện gì vậy chuyên tâm thế trương yến phong cũng không tức giận một người đàn ông trung niên quen việc ngủ lại trong phòng làm việc đương nhiên sẽ chẳng có chuyện làm giá gì cả đội trưởng trương xấu hổ quá chúng tôi đang nói chuyện đống đồ vật đội thi công mới đào ra được có rất nhiều thứ trông giống bài vị còn có một số đồ gốm một gã cảnh sát trẻ tuổi trả lời cái gì trương yến phong lập tức kín đáo đưa đồ vật trong tay mình cho cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh sau đó vọt thẳng xuống khu vực thi công phía sau ký túc xá anh ta không nghĩ tới tốc độ của châu trạch lại nhanh như vậy tối hôm qua mình mới nói với anh chuyện của đội thi công thế mà sáng nay anh đã có thể sắp xếp người cố ý đào sâu xuống để tìm tòi cảnh sát trương đã hiểu lầm ông chủ châu sau khi anh ta rời đi không lâu ông chủ châu lại đã tiến vào trạng thái ngủ say căn bản là chưa kịp giao phó chuyện này cho lão đạo hay là hứa thanh lãng để bọn họ đi sắp xếp cho dù bọn họ có sắp xếp được cũng không có khả năng nhìn thấy hiệu quả nhanh như vậy cho dù là dùng tình cảm dùng mối quan hệ hay dùng phương pháp đơn giản trực tiếp thô bạo hơn cũng chính là uy hiếp đều không thể nào tạo ra hiệu quả nhanh chóng như thế đây chỉ có thể nói là vừa vặn vừa vặn nơi này xây dựng bãi đậu xe dưới đất vì thế cần phải đào xuống một độ sâu tương đối lớn lại vừa lúc đoán đúng vị trí moi ra một số thứ gì đó khi trương yến phong chạy đến sân thi công phát hiện ở đây đã có không ít cảnh sát tới xem náo nhiệt cũng may nơi này còn nằm trong phạm vi của cục cảnh sát quần chúng ăn dưa không vào được cho nên tràn diện vẫn có thể nói là an ổn thật ra cũng không trách mọi người muốn tới đây xem náo nhiệt chuyện đào ra thứ gì đó khi đang thi công đã không còn là chuyện mới mẻ gì trên thế giới này Trước đây khi Dung Thành sửa chữa một sân vận động, kết quả lại phát hiện dưới bãi cỏ của sân có một cổ mộ, sau đó lại liên tưởng tới chuyện sân vận động thường xuyên được dùng để tổ chức buổi hòa nhạc, đây mới thực sự là một phần nhảy disco cô danh xứng với thực. Nhưng Thông Thành không phải Dung Thành, tuy nói nơi này có thanh danh tốt đẹp như thành phố đứng đầu Trung Quốc thời cận đại, nhưng nếu thật sự nói tới chuyện có thể đào ra thứ gì đó từ dưới đất, thật sự không thể nào so sánh với Dung Thành hay Tây An được. Vì thế đối với nhân dân thông thành, chuyện náo nhiệt này thật sự là rất hiếm thấy. Đào ra thứ gì rồi? Trương Yến phong hỏi một người cảnh sát bên cạnh. Những thứ được đào lên đều đặt ở nơi này. Đây là một nhân viên cảnh sát của ngành khác, anh ta lập tức chỉ chỉ đống đồ vật được đặt trên miếng vải trắng bên cạnh, đều là mấy món đồ chơi nhỏ linh ta linh tinh, hơn nữa theo tôi, dường như những thứ này còn không phải đồ cổ, có vẻ giống với đồ của thời cận đại. Chẳng qua để an toàn tôi đã nói bọn họ tạm ngừng việc thi công mà tôi cũng mới vừa gọi điện thoại cho lãnh đạo cục báo cáo chuyện này lãnh đạo cục nói gọi mấy đồng chí bên cục văn vật quốc gia tới xem thử thế nào trong cục cảnh sát có không ít người mà trước đó không lâu vị này đã tham gia hiệp trợ một vụ án buôn lậu văn vật nên nhãn lực của anh ta cũng có chút đặc sắc trương yến phong nhìn nhìn mấy thứ đồ trên vải trắng phát hiện phần lớn là gốm sứ gốm sứ được làm thành hình dạng động vật nhỏ còn có một số bài vị nhưng đều không phải thứ cho người sử dụng rất khéo léo rất nhỏ chật chật vật thời dân quốc vật mấy thứ này đều là tạo hình mà đám quỷ nhật bản ưa thích trước đây không ít người nhật bản thường mua mấy thứ này cho con nhỏ trong nhà bọn họ trương yến phong ngẩng đầu nhìn thấy lão đạo đang ngồi ở vị trí đối diện mình ở bên cạnh lão đạo còn có một cô gái đang độ tuổi thanh xuân ăn mặc rất dễ khiến người ta cảm thấy nóng trương yến phong nhận ra lão đạo lập tức gật đầu với lão đạo, anh ta nghĩ lầm rằng lão đạo là người do châu trạch phái tới đây. Phía trên này viết cái gì vậy? Trương Yến Phong chỉ vào chuỗi tiếng Nhật trên bài vị, nói. Lão đạo kẹt, mặc dù lão là người kiến thức rộng rãi, thế nhưng thật sự đụng tới mấy thứ chuyên nghiệp, lão cũng sắp xỉ như người dốt đặt cán mai. Ngược lại lúc này đường thi đang đứng bên cạnh cũng ngồi chồng hổng xuống, đưa tay chạm lên bài vị này. Một vị cảnh sát bên cạnh theo bản năng muốn ngăn cản cô ấy, nhưng bị trương yến phong khuyên lui là thứ được dùng để thờ cúng lễ bái tế mấy động vật nhỏ đường thi nói phía trên còn có chữ chính là văn tế những động vật nhỏ đã vì đế quốc nhật bản mà hy sinh hy vọng bọn họ có thể tắm rửa trong quan huy của thần amaterasu lão đạo có chút ngoài ý muốn liếc nhìn đường thi cô hiểu tiếng nhật sao hơn nữa đây cũng không đơn thuần chỉ là hiểu tiếng nhật rõ ràng cô ấy còn rất am hiểu văn hóa nhật bản đường thi không để ý tới sự nghi ngờ của lão đạo cô ấy phủi tay lại đứng lên trương yến phong thì lại nghĩ đến những lời châu trạch nói với mình tối hôm qua anh nói rất có thể phía dưới này là một trại tập trung trại tập trung có ý gì chỉ cần người có chút quen thuộc với lịch sử của chiến tranh thế giới lần thứ hai đều biết rõ cho nên lúc này anh ta quay qua nói với đường thi những thứ này đều là thứ người nhật bản tế những động vật nhỏ được mang ra làm thí nghiệm đúng không đường thi gật đầu Vậy nếu đào móc tiếp, không biết có thể đào được bài vị hay tro cốt của người gì đó không? Vào thời kỳ chiến tranh xâm lược Trung Quốc, quân Nhật đã tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người sống, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Hiện tại Trương Yến Phong hỏi như vậy, cũng đồng nghĩa với anh ta đang chuẩn bị cho những an bài kế tiếp, nhất định mấy thứ này phải được xử trí thích đáng, dù sao những người này đã phải chịu cực khổ nhiều, hơn nữa còn là đồng bào của mình. Đường Thi đang nghe truyện trên TV Audio CV lắc đầu, sẽ không có. Vì sao? Trương Yến Phong hỏi. Khi sửa sang lại di chỉ 731 đã phát hiện đám người Nhật bản tạo thành một nơi tế lễ cho mấy động vật nhỏ, nhưng những người sống bị coi thành tiêu bản chết trong phòng thí nghiệm, đừng nói là bài vị hoặc là bàn thờ, ngay cả tro cốt cũng không được giữ lại. Vì sao? Lão tỏ ý hỏi. Bởi vì ở trong mắt người Nhật bản người trung quốc lúc ấy ngay cả súc sinh cũng không bằng rốt cuộc giấc mộng và thực tế khác nhau tới cỡ nào có thể nói là rất lớn nhưng cũng có thể nói là chỉ cách một con đường trang sinh hiểu mộng đã từng nói tới một vấn đề rất triết học nếu như giấc mơ đủ chân thật liệu con người có đủ năng lực để ý thức được bản thân mình đang nằm mơ hay không lúc này châu trạch đang có loại cảm giác như vậy bản thân anh vốn chỉ mang cảm giác như sống nhờ trong thị giác của người khác thế nhưng sau khi bị đẩy vào giấc mộng này, anh lại khiến mình biến thành một quần chúng vây xem. Đơn giản là xem một bộ phim điện ảnh có tính chân thật cùng tính ảnh hưởng khá cao thôi. Nhưng theo giấc mơ càng sâu, ông chủ châu cũng từ từ bị thay vào trong đó, bắt đầu cảm nhận được hỉ nộ ái ố của nhân vật trong mộng, đụng chạm đến tâm tình thuộc về bọn họ. Rõ ràng bọn chúng đã coi một người sống như Maruta để thí nghiệm, mà nơi này người sống lại là thứ không đáng tiền nhất, mỗi ngày đều sẽ bị tiêu hao thế nhưng ở trong phòng giam vòng chân kia lại bị mấy lời nói dối biến thành đồ vật khiến người ta ao ước ganh tỷ nhất châu trạch không rõ ràng lắm rốt cuộc vòng chân này có hàm nghĩa như thế nào nhưng cũng có thể chỉ là một cách mượn cớ mà thôi thật ra cũng không khó đoán tỷ như trao đổi tù binh lại tỷ như mỗi ngày cố định thả bao nhiêu phạm nhân tự do với tư cách là người trưởng quản là chúa tể nơi này bọn họ có quá nhiều biện pháp để khiến đám sơn dương dưới tay mình mơ lấy một giấc mộng đẹp khiến bọn họ cố gắng kiên cường sống sót trong hoàn cảnh thậm tệ như vậy. Một chút hy vọng, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy được hy vọng là có thể khiến phần lớn người ương ngạnh khắc phục sự tàn phá do điều kiện cuộc sống gian khổ mang tới, khiến bọn họ cố gắng giữ lại chút sức lực cuối cùng, sau đó bị lôi ra ngoài biến thành một vật thí nghiệm. Châu Trạch vẫn quên không được tình cảnh người chồng phải đầu rơi máu chảy giành lấy xiền xích cho vợ, còn có tình cảnh người chồng đeo xiền xích vào cho vợ của mình. Dưới ánh mắt của người chồng, bản thân anh ta đã làm tất cả những gì anh ta có thể làm được, anh ta bỏ qua cơ hội có thể để bản thân mình rời đi, nhưng cơ hội này lại cho vợ mình, cho đứa con trong bụng vợ mình. Vậy mà, vợ con của anh ta lại cực kỳ thống khổ vạn vẹo mà chết trên bàn giải phẫu, con của anh ta thì lại bị móc ra, tiếp tục thực nghiệm, tất cả chỉ đổi lấy được một tiếng thốt lên kinh ngạc của đám người mặc áo blue trắng. Tốt lắm! Từng phòng thí nghiệm đều đang thực hiện hạng mục của riêng mình, có thực nghiệm vi khuẩn trên trẻ sơ sinh, có thực nghiệm nối lại tứ chi, thậm chí còn có cả thực nghiệm rắm chó khi cho người và vật giao hợp, thực nghiệm mà tưởng chừng chỉ là chuyện thiên phương dạ đàm ở hiện tại, không ngờ lại có thể được tiến hành ở nơi này. Không phải đám người Nhật Bản nơi này bị bệnh Chuni hay mơ tưởng hảo huyền, cũng không phải bọn họ thực sự không có sự tu dưỡng trong chuyên ngành, mà là vì nguyên vật liệu tiêu bản cơ thể sống này thật sự quá mức sung túc, có thể nói là liên tục không ngừng cho nên bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức thoải mái tiến hành những thực nghiệm tưởng chừng như thiên phương dạ đàm ấy. Nói cho cùng, đối với bọn họ, thứ không đáng giá nhất chính là chi phí, thứ không thiếu nhất cũng chi phí. Châu Trạch đã từng đi qua địa ngục, từng nhìn thấy đường hoàng tuyền, cũng từng nhìn thấy hoa bỉ ngạn, nhưng nói thật lòng, trong giấc mộng này, đối với anh nơi này mới thật sự là địa ngục chân chính. Mà sự nhập tâm của anh cũng đã tới đây như vậy, cứ chậm chậm mà thấm nhường. Cũng bởi vậy, sau khi cái ống sắt được cắm vào tủ sắt lớn kia nổ tung ánh mắt châu trạch lần thứ hai nhìn về phía chỗ kia ngay từ đầu anh đã chú ý tới nơi ấy anh vốn cho rằng nơi đó là kho máu bởi vì anh đã nhìn thấy đám người mặc áo blue trắng lấy máu từ bên trong tim vào cơ thể người phụ nữ đang mang thai kể cả máu được tiêm vào trong cơ thể mình thật ra đều được lấy trực tiếp từ ống sắt được gắn vào tủ sắt kia lúc này người thanh niên trẻ tuổi mặc áo blue trắng vô cùng thất hồn lạc phách sợ đến mức trung cầm cập, trong miệng anh ta đang huyên thuyên mấy lời mà chẳng ai hiểu, dù sao thì Châu Trạch cũng không hiểu. Mà lúc này đây, cũng không biết là do tiếng gọi của người thanh niên mặc áo choàng trắng hay tiếng trầm đục do các sắt phát ra, nói chung, càng ngày càng có nhiều người mặc áo blue trắng bắt đầu tụ tập đến phòng thí nghiệm này. Phần lớn người đều mang theo vẻ hoảng sợ trên mặt, dường như bọn họ có một loại kính để tự nhiên đối với cái thứ còn đang ở bên trong tủ sắt nhưng cũng có mấy lão già tóc hoa râm mang trên mặt vẽ vô cùng kích động và nóng lòng muốn thử một vật thí nghiệm như châu trạch vào lúc này trái lại bị bỏ qua châu trạch cảm thấy hình như mình mới vừa vượt qua một ghi chép gì đó nhưng lúc này dường như không ai chú ý tới mình mấy người mặc áo blue trắng lớn tuổi nhất hoặc có lẽ người có địa vị tối cao bắt đầu cãi vã kịch liệt bọn họ cãi tới mặt đỏ tới mang tai ai cũng không muốn lui về phía sau một bước ngồi nghe thứ ngôn ngữ mà bản thân mình không hiểu lại còn ồn ào như vậy, khiến châu trạch cảm thấy đầu mình đã bắt đầu lớn ra. đúng lúc này, người thanh niên mặc áo blue trắng đã dẫn theo châu trạch bò sát đi tới bên cạnh một người lớn tuổi, chỉ chỉ châu trạch nói gì đó, mà người lớn tuổi lại không nhịn được vất vất tay, hình như ông ta đang nói vào lúc này mà lôi một chuyện nhỏ nhặt như vậy tới nói thật sự là không có nhãn lực. người thanh niên mặc áo blue trắng lại càng không ngừng vân ạ, à, vân ạ, à, vẻ mặt cung kính thành khẩn tiếp nhận phê bình sau đó anh ta đi tới bắt đầu đưa châu trạch rời khỏi phòng thí nghiệm này có lẽ bọn họ tạm thời không có thời gian chú ý tới bản thân mình mà trên người mình quả thật cũng có một bước đột phá nhỏ trong thí nghiệm cho nên bọn họ giữ mình lại sau này còn có chỗ dùng trong lòng châu trạch nghĩ như vậy người thanh niên mặc áo blue trắng không đưa châu trạch quay về nhà tù hiển nhiên cũng không thể nào đưa châu trạch quay lại nhà tù được bởi vì châu trạch đã nhìn thấy ý nghĩa chân chính của sợi xích này đối với mấy người mặc áo blue trắng bọn họ càng hy vọng đám maruta của mình có thể kiên cường mà sống sống tới lúc biến thành tiêu bản thực nghiệm của bọn họ châu trạch bị đẩy vào trong một căn phòng có không gian hơi lớn nơi này lớn chừng nửa sân bóng rổ người thanh niên mặc áo blue trắng dùng dây xíp trói chặt châu trạch vào một giá sắt sau đó anh ta quay qua nói chuyện với mấy người mặc áo blue trắng đang làm việc bên trong vài câu sau đó lại ngựa không dừng vó chạy về căn phòng thí nghiệm ban đầu Châu Trạch cứ ngồi ở đó như vậy, ngay từ đầu anh còn đang suy tư, suy nghĩ về tiếng trầm đục phát ra từ bên trong tủ sắt kia, nhưng rất nhanh, lực chú ý của Châu Trạch đã bị gian phòng bản thân đang ở lại này hấp dẫn. Gian phòng có một vật chứa kim loại hay thủy tinh gì đó thật lớn, xuyên thấu qua bộ phận thủy tinh, có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Bên trong có một người phụ nữ còn có một cô gái, dường như hai người là mẹ con, bởi vì cô bé đang rút vào người phụ nữ bên cạnh, mà người phụ nữ ấy lại đưa tay vuốt đầu cô bé dường như đang an ủi cô bé phía ngoài có mấy người mặc áo blue trắng đang cầm một chiếc camera còn có người cầm bút ký viết viết gì đó mà những người khác lại đang đứng bên cạnh vận hành một loại thiết bị trông khá giống với quạt gió ngay từ đầu châu trạch còn không hiểu đây là thực nghiệm gì dần dần anh nhìn hiểu nguyên nhân là vì nguyên lý của thực nghiệm rất đơn giản bọn họ đang không ngừng rút không khí trong vật chứa ra mà trên đồng họ đo lại biểu thị sức chịu nén bên trong vật chứa theo không khí không ngừng bị rút ra châu trạch nhìn thấy mẹ con trong vật chứa đều nằm trên đất vẻ mặt vô cùng thống khổ cô bé vượt khỏi cái ôm của người mẹ bò tới sát biên giới chiếc vật chứa đang không ngừng vuốt đập miếng thủy tinh nhưng sự khóc gọi của cô bé lại không thể khiến đám người bên ngoài phản ứng lại đám người mặc áo blue trắng bốn phía đều đang tiếp tục công việc trong tay mình đâu vào đấy cực kỳ thành thạo Cuối cùng, cô bé nhìn về phía Châu Trạch bị trói ở trong góc. Cô bé nhìn Châu Trạch, cầu cứu. Cô bé không thể phân biệt được. Thật ra Châu Trạch cũng là một thành viên của thí nghiệm, căn bản không thể cứu cô bé được, có lẽ đây là sự ngây thơ của một đứa trẻ, mà có thể mẹ của cô bé đã sớm dự cảm được kết cục, trái lại có vẻ hơi bình tĩnh. Châu Trạch nhìn cô bé trong vật chứa. Cô bé trong vật chứa cũng đang nhìn anh hai cặp mắt cứ nhìn nhau như vậy châu trạch muốn làm chút gì đó nhưng anh lại không thể tự cởi trói được anh đã thử cởi đã cố gắng nỗ lực điều đó cũng đồng nghĩa với trong lúc bất tri bất giác châu trạch đã quên bản thân mình chỉ là một khán giả đang xem phim quên mất bản thân mình chỉ có thân phận của một người khách đang nhìn mọi thứ anh đã dung nhập vào trong anh muốn làm gì đó anh muốn ngăn cản tất cả đang phát sinh trước mắt thật ra anh muốn ngăn cản những chuyện đã xảy ra vốn dĩ xiềng xích có kiên cố hơn nữa trước móng tay của mình cũng chỉ như giấy vụn nhưng bây giờ căn bản là anh không làm gì được theo không khí không ngừng bị rút ra khí quan trong cơ thể cô bé bắt đầu từ mắt sau đó tới miệng thậm chí là những bộ phận khác đều không ngừng trào ra ngoài phàm là những vị trí có lỗ trên người đều bị khí quan trong cơ thể tràn ra ngoài mạch máu quanh thân như giãn ra hình thành vô số con dung rậm rạp chằng chịt mặt cô bé căng như bọc biển nhãn cầu phồng lên, thế nhưng cô bé vẫn đang nhìn chầm chập châu trạch như trước. Có lẽ đây là bản năng cầu sinh cuối cùng cô bé. Châu trạch càng không ngừng đang dùng dằn, hy vọng có thể dãy ra khỏi chiếc xích sắt này, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ma sát, răng rắc răng rắc, nhưng loại dãy dụ này có vẻ chẳng thể làm nên trò trống gì. Thân thể của cô bé đang chậm rãi bị áp suất và kéo dài. Đồng thời, ruột trong cơ thể bắt đầu không ngừng xuất hiện từ mắt và miệng, giống hệt như một thứ có sinh mạng đang tự mình chui ra. Một màn này khiến người tê cả da đầu. Giống hệt như một người đang đi bộ không cẩn thận dẫm chết một con dung, mà một đám vàng, vàng vàng trắng trắng từ trong cơ thể con dung đang không ngừng trào ra, thế nhưng trước mặt anh lại là người. Anh có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của cô bé. Anh có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của cô bé. Cùng với sự tuyệt vọng của cô bé. Bẹp. Con ngươi của cô bé như nổ tung. Hoặc như đã bắn ra ngoài. Sau đó thân thể của cô bé co quắp một trận. Lại sau đó, cô bé chán nản ngã trên mặt đất. Cuối cùng cô bé cũng không nhìn châu trạch nữa. Nhưng cho dù cô bé đã chết rồi. Nhưng ruột và cái khí quan khác trong cơ thể cô bé vẫn đang không ngừng bị áp suất lòi ra, mà đám người mặc áo blue trắng có trách nhiệm rút không khí bên kia vẫn đang tiếp tục công việc. Đợi khi không khí bị rút tới cực hạn chụp lại vài bức ảnh, cũng ghi lại số liệu cẩn thận. Mấy người mặc áo blue trắng phát ra một tiếng hoang hô. Như đã đến giờ công nhân tan việc, bọn họ có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi, trên tay người nào cũng có một tấm vé ở khu tan ủi, có thể đi thư giãn một tí. Một người áo blue trắng nhìn thấy Châu Trạch đang cố gắng kéo đứt xích sắt một cách máy móc và chết lặng. Lập tức chỉ vào Châu Trạch cười lớn, mấy đồng bạn khác cũng cười theo người đó châu trạch là tiêu bản của phòng thí nghiệm khác tạm thời đặt ở nơi này đương nhiên bọn họ sẽ không đưa châu trạch vào trong vật chứa hơn nữa hạng mục thực nghiệm và số liệu của bọn họ ngày hôm nay đã hoàn thành có thể tan ca nghỉ ngơi nghe được tiếng cười châu trạch có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía mấy người mặc áo lưu trắng phía trước chỉ có điều anh vẫn không ngừng động tác kéo xích sắc của mình biết là không có tác dụng gì dù sao đây cũng chỉ là một giấc mộng cho dù có chân thực hơn nữa, cũng chỉ là một giấc mộng. Nhưng lúc này, dường như chỉ có động tác này mới có thể khiến Châu Trạch cảm thấy hình như bản thân mình đang làm gì đó. Có lẽ, anh muốn dùng hành động này để tê liệt bản thân. Ken két. Ken két. Châu Trạch vẫn đang tiếp tục kéo xích sắt, mà mấy người mặc áo blu trắng bên cạnh vẫn còn đang cười. Ken két. Ken két trong đầu châu trạch lại hiện lên ánh mắt cuối cùng của cô bé ánh mắt của cô bé vốn trong suốt đáng yêu đến cuối cùng bẹp một tiếng không còn nữa hí trái tim bỗng nhiên đau đớn quá đã lâu rồi anh không thể trải nghiệm cảm giác đau lòng như vậy nhất là sau khi bản thân mình không còn tim nữa cố nén cảm giác khó chịu trên ngực châu trạch tiếp tục kéo xích sắc một tiếng vang nhỏ từ trong phòng thí nghiệm khác truyền ra. Mấy người mặc áo blue trắng trong phòng thí nghiệm đầu tiên châu trạch vào còn đang cãi vã, mà đám người mặc áo blue trắng bên cạnh lại đang cung kính chờ đợi kết quả trận cãi vã của bọn họ. Đột nhiên, cửa tủ sắt lần thứ hai bị đụng một cái từ bên trong. Toàn bộ người mặc áo blue trắng ở đây đều ngẩn ra. Cùng nhau dùng ánh mắt không thể che giấu sự kinh hãi, nhìn chầm chầm tủ sắt. Ken két, châu trạch tiếp tục kéo xích sắt. Tủ sắt lại truyền đến tiếng va chạm Ken két Bịch Ken két Bịch Tiếng động càng lúc càng lớn Vang vọng toàn bộ sở nghiên cứu Toàn bộ đám người mặc áo blue trắng trong phòng thí nghiệm có tủ sắt đều sợ đến mức trực tiếp ngồi sổn dưới đất Mà tất cả nhân viên trong phòng thí nghiệm khác nghe được tiếng động này lập tức cảm thấy nghi ngờ khó hiểu Đồng loạt dừng công việc trong tay đi ra ngoài Bọn họ muốn xem tình huống bên ngoài là thế nào chỉ có mấy người mặc áo blue trắng trong phòng thí nghiệm của châu trạch đang đưa mắt nhìn châu trạch như nhìn một tên quái vật trên mặt viết đầy sợ hãi bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện mỗi lần châu trạch kéo xích sắt không ngờ lại có thể phát ra tiếng vang trầm đục giống nhau như đúc ken két bịch ken két bịch giờ này khắc này châu trạch đã quên đây chỉ là mộng mà tất cả những gì phát sinh trong mộng, hẳn đã được định sẵn từ hơn 80 năm trước. Giấc mộng chỉ nói cho mình biết kết cục, nói cho mình biết quá trình, nói cho mình biết sự thật trước đó. Nói cho cùng, ai có thể thay đổi tương lai được đây? Dựa theo giá trị quan của người xem để tỉnh táo bàn quan, thế nhưng dường như những chuyện châu trạch đang làm này lại có vẻ chẳng có chút ý nghĩa nào, chỉ cố gắng dùng sức lăn qua lăn lại trong mơ, không ngừng dùng sức, thế nhưng có thể mang đến ảnh hưởng gì đâu chứ? ấu trĩ, thấp kém, không thú vị. Thậm chí còn chẳng bằng đám con nít thích ngồi trong góc nhìn đám kiến đánh nhau. Ông chủ châu vẫn chưa từng nghĩ rằng mình là người tốt, bởi vì làm người tốt quá mệt mỏi, có đôi khi làm người tốt cũng quá ủy khuất. Người thầy giáo đã bị chụp mũ kia, cho dù chết rồi cũng chẳng có cách nào lấy xuống, chính là chứng minh tốt nhất. Ông chủ châu luôn là người cá muối, thậm chí trời xuôi đất khiến thế nào còn tự động ăn mất lương tâm của mình nhớ lại mùi vị kia, thực sự là không tồi chút nào. Từ sau khi không có lương tâm, mọi chuyện liền thuận tâm ý. Không quản chuyện này, mặc kệ. Lười quản chuyện này, mặc kệ. Chuyện phiền phức, mặc kệ. Cho dù bên ngoài có là nước lũ ngập trời, bản thân mình vẫn tiếp tục nằm trong phòng sách đọc báo, uống cà phê trồn, phơi nắng. Nhưng có một số chuyện nói là như vậy, nghĩ là như vậy. Chỉ có điều. Khi mình bị xích ở đây trơ mắt nhìn một màn này phát sinh ở trước mặt mình nhìn cô bé kia cho dù khoảnh khắc trước khi chết vẫn đang nhìn chăm chú vào mình nhìn cả người cô bé giống hệt như lọ kem đánh răng bị người ta đè chặt phần đuôi nhìn từng khúc ruột còn đang không ngừng rung động một màn kia không hề khiến châu trạch cảm thấy chán ghét cũng không hề khiến châu trạch sợ hãi địa ngục anh đã đi qua sinh tử anh cũng đã trải qua còn có cái gì đáng để anh cảm thấy sợ hãi nữa đây? Nhưng loại cảm giác này, loại áp lực này, lại giống hệt như nước lũ, không ngừng cuốn trôi tất cả. Các phạm nhân chết lặng trong phòng giam, mang theo sự kỳ vọng cướp đoạt dây xích mà quản ngục ném tới. Chồng liều mạng tranh giành nó, trao sự hy vọng tươi đẹp lại cho vợ mình, phó thác lại cho đứa con còn chưa chào đời của mình. Từng bức tranh, đang không ngừng thoáng hiện trong đầu châu trạch giống hệt như một thước phim hô hấp của châu trạch bắt đầu càng ngày càng chậm động tác của anh cũng càng ngày càng chậm nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ mỗi một lần rút xích đều khiến máu thịt nơi tay anh trở nên mơ hồ không rõ loại cảm giác đau đớn này loại cảm giác xé rách này không ngờ vào lúc này nó lại chẳng hề khiến anh đau đớn trên mặt cán cứu thương của phòng thí nghiệm có thi thể của người phụ nữ đang mang thai trên thân thể cô ấy đầy gân xanh vặn vẹo còn có đứa trẻ sơ sinh dù đã được nâng trong lòng bàn tay vẫn đang vặn vẹo thống khổ dãy dụa. Năm người mẹ nằm trên cán cứu thương, phần bụng đều đã bị mổ banh ra. Đám người cả trai lẫn gái bị ép buộc phải giao phối với động vật. Người phụ nữ có hai tay đã bị đóng băng không biết bao lâu rồi, chỉ cần cầm búa gõ một chút lập tức nát bấy, vẻ mặt cô ấy chết lặng. Kể cả, lúc này hai mẹ con còn đang nằm trong vật chứa trước mặt kia, còn chưa được dọn dẹp kịp. Người đứng xem này, thực sự không thể bàn quan nổi nữa. Lý do không phải chuyện gì to tác vẫn luôn an ủi anh này, vào lúc này cũng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Phẫn nộ, áp lực, bi thống, tất cả đều hóa thành từng tiếng trống giận khàng khàng của Châu Trạch. A. À. Châu Trạch cuồng loạn trống lên. Cánh tay anh lại càng thêm điên cuồng không ngừng rút xích sắc. Anh muốn tránh thoát hết thảy. Anh muốn tránh thoát xiềng xích khóa lại cánh tay mình. Anh muốn xông tới. Muốn xé nát hết một đám mặc áo blue trắng khốn kiếp không bằng cầm thú trước mắt này, xé nát. Anh muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Anh muốn uống máu của bọn họ. Anh muốn ăn thịt của bọn họ. Anh muốn rút toàn bộ linh hồn của bọn họ ra. Không cho bọn họ có cơ hội xuống hoàn tuyền vào địa ngục. Anh muốn khiến bọn họ phải bị dằn vặt mỗi ngày mỗi đêm để bọn họ thừa nhận thống khổ vô biên. Các người coi hết thảy những thứ này chỉ như một trò đùa. Các người coi nơi này như sân chơi thuộc về chính mình. Các người coi những sinh mệnh sống sờ sờ như Maruta, coi như khúc gỗ mặt cho các người lột da. Các người cảm thấy các người là chúa tể. Các người cảm thấy các người là ác ma hành tẩu ở nhân gian. Các người cảm thấy mình có thể khống chế tất cả, khống sự sống chết của một con người. Tốt lắm. Vậy hôm nay tôi sẽ để các người nhìn xem. Trước cuộc ma quỷ chân chính. Có bộ dáng gì? Người từ trong địa ngục leo ra. Người từ trên đường hoàng tuyền trở về. Người từ u đàm trồi lên. Ta muốn các người biết rõ cái gì mới thật sự là sợ hãi. Ta muốn sự dằn vặt và thống khổ mà các người đã gây ra cho những người khác. Gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Gấp nghìn lần. Gấp vạn lần trả lại cho các người. A a a a a. Tiếng gào rú vẫn đang tiếp tục. Là tiếng triết gào không tiếng động, vang lên từ tận đáy lòng. Châu Trạch cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo. Ken két. Ken két. Ken két. Ken két. Tần suất giật xích sắt trên tay lại càng lúc càng lớn. Càng lúc càng nhanh. Nhanh tới mức khiến người ta cảm thấy khoa trương ở trong mắt mấy người mặc áo lưu trắng này. Châu Trạch hiện tại giống hệt như một đầu giả thú không tiếc tất cả để thoát khỏi trói buộc. Cho dù có tự mình hại mình, cũng muốn tránh thoát sự ràng buộc của xích sắc. Nhắm người mà phệ. Bịch. 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 Tiếng đánh trong tủ sắt không ngừng truyền đến, lúc này gần 10 người mặc áo blue trắng phòng thí nghiệm đều mang vẻ mặt ngưng trọng, mà có người không chịu nổi còn quỳ rạp trên mặt đất, chỉ thiếu điều không dập đầu. Bọn họ biết bên trong tủ sắt này có chứa cái gì, cũng biết nếu đột nhiên thứ ở bên trong này bắt đầu ma sát với tủ sắt sẽ là chuyện đáng sợ tới cỡ nào. Đúng vậy. Bọn họ cũng biết sợ hãi. Cho dù ngày thường hai tay bọn họ đều dính đầy máu tanh, cho dù bọn họ không khác gì một đám đồ tể, một đám đao phủ, nhưng bọn họ vẫn biết sợ hãi, tâm tình hoảng loạn vẫn sẽ xuất hiện. Mà một gã già nô mặc áo blue trắng tranh cãi kịch liệt nhất lúc trước, lúc này bỗng nhiên chủ động nhào tới phía trước không ngờ ông ta lại có thể ôm lấy then cửa của tủ sắt nhẹ nhàng vuốt ve giống hệt như một người đàn ông gặp được mối tình đầu của mình vậy ông ta rất kích động ông ta rất vong ngã ông ta đang dùng tiếng nhật để nói điều gì đó giống như đang diễn giảng hoặc như đang ca tụng hành động này của ông ta trông có vẻ rất điên cuồng có vẻ rất khó hiểu nhưng nơi này là sào huyệt của lũ biến thái là nơi mà ác ma sống nhờ những nhân viên sống và công tác ở nơi này đều không thể dùng những tâm thái bình thường để so sánh mà dưới sự diễn thuyết vô cùng kích động của lão già kia, chung quanh có không ít người mặc áo blue trắng đều lộ ra vẻ mặt ướt ao và kích động. Bọn họ bắt đầu ôm lấy nhau, bắt đầu vui đến phát khóc. Bọn họ bắt đầu hoan hô, bọn họ bắt đầu nhảy nhót. Người Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm vi khuẩn trên thân thể từ rất lâu rồi, nhưng phát hiện hữu dụng chân chính của bọn họ. Phát minh có thể đưa đến một chút tác dụng với chiến cuộc phía trước, chính là phương pháp lọc nước bên ngoài để uống, được bọn họ phát hiện một cách ngoài ý muốn trong thực nghiệm chiến tranh vi khuẩn. Phương pháp này quả thật đã giúp đám quân Nhật Bản ở Đông Nam Á có thể giảm bớt các loại bệnh tật như sốt rét do nước uống mang lại, ngoài ra, nhìn chung từ đầu tới cuối công cuộc thực nghiệm nghiên cứu trên cơ thể người này, không hề có thành quả và phát hiện thứ hai nào đáng giá sử dụng nữa. Tuy rằng việc thu hoạch nguyên vật liệu rất đơn giản, cũng rất dễ dàng càng là cực kỳ hạ giá đám quân đội nhật bản đã hoang phí một lượng lớn tài nguyên trong các sở nghiên cứu này vậy mà vẫn chậm chạp không nghiên cứu ra hiệu quả gì không cách nào thực sự tạo thành trợ giúp đối với công cuộc mở rộng và tác chiến của đế quốc nhật bản điều này khiến áp lực của đám nhân viên nghiên cứu cũng lớn vô cùng mà giờ khắc này tiến đánh trong tủ sắt để khiến bọn họ có thể nhìn thấy ánh trạng đông của hy vọng nhìn thấy hy vọng bản thân mình có thể thành công không ngờ cái thứ được đặt ở bên trong tủ sắt này lại có thể sống lại đây là kỳ tích là kỳ tích dưới sự bảo hộ của thiên hoàng bệ hạ là đại thần amaterasu ban cho nhật bản cùng dân tộc là ngày mai của đế quốc nhật bản tiếng đánh không ngừng phát ra tủ sắt cũng theo đó bắt đầu rung rung nhưng tủ sắt này quá thô lại quá dày cũng bởi vậy cho dù đồ vật ở bên trong đang không ngừng đụng chạm thế nhưng nó vẫn không cách nào ra ngoài được đám người mặc áo blue trắng trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu khác cũng bị động tĩnh khủng bố nơi này hấp dẫn sôi nổi đặt hết thí nghiệm trên tay xuống đi tới xem tình huống của nơi này bọn họ vốn đang làm thực nghiệm thế nhưng hiện tại bọn họ lại bỏ đi bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm tới chuyện số liệu và thực nghiệm lần này có trở thành phế thải hay không dù sao tiêu bản cơ thể sống cũng còn đầy lần này không làm xong thì làm tiếp một lần nữa là được dần dần trong phạm vi hơn dặm bên ngoài phòng thí nghiệm kia đã có bảy tám chục nhân viên đang đứng bọn họ đều đang cố gắng nhìn vào bên trong càng không ngừng trao đổi mà ông lão đang ôm tủ sắt kia lại rất kích động lời của ông ta rất có tính kích động dần dần càng ngày càng nhiều người mặc áo blue trắng bắt đầu đứng lên bọn họ kích động bọn họ điên cuồng bọn họ vui vẻ cười to có người bắt đầu hát lên quân ca nhật bản bầu không khí này bắt đầu truyền nhiễm ngay cả lão già đang ôm lấy tủ sắt cũng hát lên từ từ dường như tất cả mọi người đều nhập tâm vào trong loại tình cảm này tiếng quân ca to rõ tạo thành một dàn hợp xướng lớn ở nơi đây bọn họ thậm chí còn lệ nóng doanh trồng cảm thấy sự khổ cực của bản thân đều không uổng phí cảm giác sự trả giá của mình đã không bị cô phụ bọn họ đang ăn mừng bọn họ đang hát vang bọn họ cảm thấy nhóm người mình đúng là một nhóm người may mắn có thể chứng kiến giai đoạn trước khi đế quốc Nhật Bản của mình cuộc khởi. Có thể. Chỉ có Châu Trạch cùng mấy người mặc áo blue trắng đang ở cùng một phòng thí nghiệm mới rõ ràng nhất, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Nương theo tủ sắt trong phòng thí nghiệm ở vị trí trung tâm nhất kia không ngừng đụng vang. Bốn người mặc áo blue trắng trong phòng thí nghiệm bên này chỉ cảm thấy đáy lòng rét lạnh một mảnh. Mỗi lần Châu Trạch kéo xiềng xích, tủ sắt ở phía xa xa lại phát ra một tiếng trầm đục bọn họ rõ ràng là người đàn ông này, là Maruta này, tạo thành rung động như vậy, tạo thành phản ứng như thế, mà Châu Trạch vẫn đang điên cuồng, vẫn đang tiếp tục. Anh điên cuồng mà kéo xích sắt, như tên bệnh tâm thần. Liều lĩnh. Máu thịt của anh đã sớm bị xé rách. Máu tươi bắn tung tóe ra bốn phía. Nhưng anh lại không hề có ý định dừng lại nhất là khi châu trạch nghe được tiếng ca truyền tới từ nơi xa xa tâm tình bị đè nén của anh đã triệt để bùng nổ các người còn đang hát a a a a a a ken kết. xích sắc không nhúc nhích nhưng châu trạch lại đã lấy được tự do bởi vì ở vị trí cổ tay của anh đã bị anh tươi sống xé đứt bịch cùng lúc đó trong phòng thí nghiệm vẫn còn đang hát vang tủ sắt thoạt nhìn có vẻ là phòng thủ kiên cố. Bỗng nhiên nứt ra tạo thành một cái hố. Một bàn tay gầy guộc chỉ toàn xương trắng. Từ bên trong thò ra ngoài. Tiếng ca. Cũng vào lúc này. Im bặt mà dừng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.